Chiếc xe công nông tự chế này đã lật ngửa khi bị đoàn tàu SE7 chạy hướng Bắc Nam tông vào, kéo lê gần 400 m. Vụ việc xảy ra tại thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào khoảng 6 giờ 20 phút sáng 15 tháng 12 năm 2017. Lúc này, anh Huỳnh Tấn Phát 29 tuổi lái xe công nông băng qua đường sắt ngay khi tàu SE7 lưu thông hướng Bắc Nam tông trúng. Rất may anh Phát đã kịp thoát ra ngoài. Theo anh Phát, nguyên nhân tai nạn là do xe công nông bị mắc kẹt dưới đường ray. Sau cú va chạm, phần đầu và thân xe bị tách rời, phần thân xe bị kéo lê gần 400m rồi bị hất tung xuống ruộng. Hậu quả xe công nông bị hư hại hoàn toàn, đầu máy của tàu SE7 cũng bị biến dạng hư hỏng nặng. Đoàn tàu phải dừng lại để khắc phục gần 2 giờ mới tiếp tục hành trình. Lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường để làm rõ